Còn Tùng quá, hôm nay thì chúng ta đã có mặt cập nhật mới. Thật ra là hôm qua mình đã cập nhật rồi, nhưng mà hôm qua thì mình chưa có chơi được. Hôm qua mình khá là bận, mình không gặp video được, mong thông cảm nha. Ok, để xem hôm nay cập nhật mới có gì ha. Đầu tiên là về phần ngoại hình thì mình thấy hình như là tất cả các con thú đều có thay đổi rồi. Thì cái đồ họa này hơi mỏi mắt, nhưng mà nhìn đồ họa thì ghét thật đấy. Mình là không thích cái đồ họa này cho lắm, nhìn nó kiểu không, nhìn không có chân thật, nhìn bẩn bẩn làm sao ấy. Nhìn không đẹp bằng đồ họa trước, cảm nhận như vậy. Tất cả con thú đều thay đổi à, thay đổi ngoại hình. Không cài đặt, mình để siêu cao rồi nhưng mà vẫn không đẹp được, không thấy đẹp. Ai thấy đẹp với mình, thật sự không thấy đẹp. Có lẽ vài phần cho mình chơi game PC khá là nhiều cho nên là mình thấy cái con game này nó không đẹp cho lắm. Vào thử thử xem cái map nó đã thay đổi như thế nào rồi nữa. Và một điều chắc chắn là nó bỏ bỏ đi phần nó bỏ đi phần cái hạn sức mạnh là một có phần cân bằng sức mạnh rồi đó. Cái map này à, hy vọng là sẽ không lặp lỗi hay lắc lộn gì. Nhìn mỏi mắt quá mọi người. Nhìn cái đồ họa thực sự, nhìn cái chuyển động cũng không 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 có mượt mà như xưa nữa, thật đấy. Cập nhật thì quá tệ luôn, tệ cập nhật trước. Nhìn nè mọi người, cái animation chuyển động nó tệ quá, thật mình không thích cái. Vâng, và đứng game luôn rồi. Biết ngay bản cập nhật nào cũng có lỗi, bản cập nhật này vừa xấu mà vừa có lỗi, chịu. Nhìn đồ họa này đau mắt quá trời. Thật đấy. Mình đã chỉnh đồ họa rất cao mà nó còn khá là đau mắt. Không biết là trận này có bị lag đứng lag như nãy không. Tắt quá mọi người ạ. Lát thật sự á. Wow. Wow. Lát mình cũng chả chơi được cái gì. Cái băng tên lửa bây giờ mạnh quá nha. Thôi mình trải nghiệm tới đây thôi là hiểu rồi đó. Cái animation nhìn chuyển động là thấy không thích rồi. Nhìn cái đường đạn cũng thấy không thích nữa. Luôn cố gắng cải tiến đồ họa làm gì, trong khi lối chơi thật sự là chỉ có một cái, chỉ có hai hai
hai lối chơi duy nhất thôi, mà cũng không thêm đấu hạng cho mọi người. Cố gắng cập nhật đồ họa để làm gì, cố gắng nâng cấp đồ họa để làm gì, trong khi việc tối ưu thì nó quá lắc. Đồ họa này cũng không đẹp bằng đồ họa trước. Quá tệ, mình cảm giác mình chơi đồ họa này mình đau mắt quá, mình chắc mình tạm nghỉ một thời gian luôn. Mình thấy đồ họa này mình không chơi nổi, mình đau mắt. Làm cây cỏ. Chim nữa kìa, làm thêm mấy cái này, mấy cái cây cỏ trồng lửa nó cháy nữa nè. Hơi lố, hơi lố đà. Kệ lợi, chiến luôn rồi. Người hả? Nhà phát triển này rất là tham lam nha. Muốn đồ họa của mình ngày càng cải tiến, nhưng mà cái việc tối ưu thì quá tệ, dẫn đến chơi game giật lag, bản cập nhật nào cũng giật lag hết. Thôi, con Gigan nhìn kìa, con Gigan thay đổi kìa, mình nó sọc răng. Bon. Thôi nó chết rồi. Đợt nào đau lắm mình chứ. Đâu rồi? Đứng gần một cái băng đạn. Bỏ cái cân bằng sức mạnh đi thì chắc cái con Alo này nó cũng không bá như trước nữa đâu. Thank you.
Chơi cái đồ họa này mỏi mắt quá mọi người. Tổng kết lại thì cái bản cập nhật này nó chỉ là nâng cấp đồ họa với lại thay đổi một số chi tiết của chuyển động animation, rồi với lại súng này, nó thay đổi âm thanh súng với lại cái nhiên cái chuyển động của súng nữa. Mình thấy thì cái bản cập nhật này nó lại giống bản cập nhật trước hoàn toàn, của game hoàn toàn không chịu cập nhật chế độ chơi mới cho anh em, và là cập nhật cái bản ship cái mức rank đấy để anh em cài rank cho vui hơn nhiều so với game này. Nó không chịu cập nhật thêm chế độ mới, cũng không cập nhật thú mới, mà chỉ nâng cấp đồ họa, mà đồ họa thì mình lại không thích bằng đồ họa cũ cái đâu, chứ đồ họa này thực sự là mình thấy không thấy đẹp bằng đồ họa trước nữa. Ok, mình xin tạm dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và subscribe ủng hộ mình, cũng như là muốn mình làm về tựa game nào thì comment dưới cho mình biết nha. Ok, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Bye bye.